Chào mừng các bạn đến với chống diễn biến hòa bình. Các bạn thân mến, chống diễn biến cho hòa bình giới thiệu đến các bạn bài viết bộ phim Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh biên niên sử truyền hình cần phải được đính chính và bổ khuyết nghiêm túc phần thứ 14 Chư hầu hay đồng minh của cụ chiến binh chế trung hiếu. Suốt trong bộ phim cái gọi là Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh biên niên sử truyền hình từ đầu đến cuối chỗ nào những người làm phim cũng gọi bọn ngụy quyền ngụy quân sài gòn và nam hàn thái lan úc new zealand là đồng minh của mỹ điều này cho thấy từ người chịu trách nhiệm chính đến các thành viên của nhóm làm phim đã lộ rõ bản chất thiếu phẩm chất cách mạng tôi nói điều này không phải là áp đặt mà là một thực tế cách mạng tất cả các buổi nói chuyện lời kêu gọi của bác hồ người luôn luôn gọi những đám tay sai của mỹ tham chiến xâm lược bắn giết đồng bào ta ở miền nam là bọn chư hầu trong tiếng anh đồng minh là ali có nghĩa là nước đồng minh nước liên minh bạn đồng minh trong các nước được gọi là đồng minh như liên xô mỹ anh họ tập trung quân đội và toàn sức mạnh của họ đánh bại chủ nghĩa phát xít đức ý nhật bọn làm nguy, nguy hại cho hòa bình cho sinh mạng của nhân dân thế giới quyền lợi và nghĩa vụ của họ ngang nhau, họ tự nguyện hợp thành khối quân sự to lớn vì mục đích giải phóng loài người khỏi nạn phát xít mà không hề bị mua chuộc, bị lệ thuộc nhau như giữa Mỹ và bọn chư hầu vô cớ tham gia vào cuộc xâm lược ở Việt Nam. Từ 1965 trở đi, hàng loạt nước lệ thuộc Mỹ bị Mỹ mua chuộc và chèn ép để chúng vào tham chiến ở miền Nam. Các nước này không hề có mâu thuẫn quyền lợi kinh tế hay thù địch nào với nhân dân Việt Nam cả mà ngang nhiên đem quân vào cùng với mỹ đánh phá giết hại nhân dân việt nam bọn chúng được trả tiền bị sai khiến bố trí quân đội thấy ý đồ của đế quốc mỹ đổi lại chúng nhận được tiền để các nước đó có lợi về kinh tế những nước đó là australia new zealand thái lan malaysia philippines đài loan nam triều tiên nhiều nước khác làm chư hầu về đất đai như để mỹ sử dụng đất mình làm hậu cần cho mỹ tiến hành ném bom Việt Nam hay làm kho tàng chiến tranh như Thái Lan, Nhật Bản, Singapore, Philippines. Bọn chúng đã được bác Hồ và nhân dân ta gọi suốt trong cuộc chiến là chư hầu, chứ không phải là đồng minh. Bởi vì chư hầu, kẻ lệ thuộc, nước lệ thuộc, bọn nô lệ, bọn đề tớ. Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam từ 1954 đến 1975, bọn ngụy quyền, ngụy quân Sài Gòn, Thái Lan, Nam Hàn, Nhật, Úc, New Zealand là bọn chư hầu của Mỹ, chứ quyết không phải là đồng minh theo định nghĩa và trên thực tế lúc đó ngày nay trong xu hướng việt nam là bạn của tất cả các nước chúng ta đang có quan hệ tốt với họ tuy nhiên về bộ phim lịch sử này mà kẻ nào gọi bọn tôi tớ nêu trên đây tại thời gian tham gia bắn giết nhân dân việt nam là đồng minh của mỹ là kẻ phản bội lại bác hồ nếu bác còn sống thì nhất định chúng sẽ bị trừng trị vậy